Sau đây sẽ là màn gái xinh uống nước. Để mình cho cô gái này quạt nước cho các bạn coi. Không sặc à? Giả vờ giống như giả ấy nhỉ? Đương nhiên rồi. Giả mà giống như giả luôn. Gì mà uống được cứ mấy giọt nước này. À chắc nãy dưới kia uống no rồi đúng không? Không phải. Chứ uống gì mà uống được một ít ra một lần cũng phải như thế này chứ. Không, em cũng khóc. Màn cắn hoa đi vào lòng người các bạn. Em ơi, đeo gối đi mất rồi. Đó xem nè. Hai cô gái đang xem các sản phẩm của mình đã chụp. Xinh thật đó. Đâu anh coi nào. Còn lao nhá, nhanh. Wow, ai mà chụp hình đẹp thế này. Ai chụp vậy? Không biết cảm ơn Caramel à? Không. Caramel là một người rất là có tâm. Lát nữa đang còn nhiều chỗ đẹp hơn. Lát nó đứng. Còn nữa đi nếu xin nhảy rồi. Duyên. Ôi. Ôi. Đâu. Trời ơi. Bình thường nhá. Trời ơi. Có một tấm hình đẹp mà sướng thế nhở. Tại vì lâu lắm rồi em không có tấm ảnh nữa. À chú Bất Nhãn cho ăn kìa. Chú ơi, vâng này ngủ gọi cháu vui chú ơi. Hả? Vâng, ngủ cùng cháu vui ạ. Ừ. Cháu ơi, ăn nhà ăn quả nhỏ này, ăn chơi đi cháu ơi. Vâng ạ. Bọn cháu cảm ơn ạ. Chú ngồi đây chơi vui luôn chú. Dạ. Chú ngồi đây chơi này. Vâng. Chú với em ăn tấm. Cháu có cần mở quạt không? Không cần chú ạ. Wow, toàn là siêu phẩm không? Tấm nào cũng đẹp luôn. Wow. Anh thề luôn, tấm nào cũng đẹp luôn. Ơi, bây giờ đăng ít rồi, người ta không like ảnh với em nữa rồi. Anh sẽ về anh sẽ lấy cái tấm anh đấy, anh thay bằng vào cái ảnh. Nhìn mấy tấm rất là dở hơi. Đẹp mà. Dở gì? Dở hơi đó. Siêu phẩm luôn. Đừng xóa nhá. Thì sao? Gửi đấy anh làm cái avatar. Ba. Xem nhá, ăn chú ngon không nào? Đúng rồi. Tưởng là vẫn ở đây. Nhãn nhỏ nhưng mà không ngon. Mình sẽ ăn thử cái nhãn của chú. Nhai luôn, nhãn này là ăn nhai cả vỏ. Đúng rồi. Nuốt cả hột. Hôm nay thì chắc về chắc là sẽ đem hơn một tí. Ai mượn thấy nước cái nhảy xuống tắm luôn. Duyên ngồi qua đây này Duyên. Chơi thì ít thôi. Bởi vì giờ cùng mình còn chưa làm. Đừng bật nhạc. Đấy giờ mình chưa làm rồi xem tạm. Ô, tí em sẽ chụp với cái chuối này đẹp rồi. Cây chuối á? Nhìn bên kia kìa. Cây này hả? Giống như con ma này đứng bên kia. Đừng bật nhạc Duyên ơi. Không chỉ là đăng tin cái gì đấy. Mở vào cái toa này này. Nó mở to lên này nghe. Dưới này không có ai nhưng mà vẫn bật là rất là to. Anh cháu này công việc là. Chú ngồi qua ngồi lùi đây này chú. Có nhà có hiếu thì con cũng đẹp mà cũng ngoan nhỉ. Vâng. Chú ngồi lùi qua đây nói chuyện chơi vui chú. Vâng. Ra đây chú. Vâng. Vâng, người đây cũng được. Em yên tâm đi. Chú đã có con trai kìa. Đấy con dâu chú không? Làm con dâu nhá. Cái này làm con dâu của chú nhá. Sao em? Sao Duyên? Đây hai chân gà nữa. Con gà có hai chân à? Vâng ạ. Vậy em nói gì? Bảo là sao gà này không ai cho ăn xong mà nó thân thiết với người ấy. À nó muốn nó đến chỗ người á. Tại vì người ta cho ăn nhiều á. Tự nhiên người ta lại bảo là tại sao chị với em lại có quan hệ gì sao mà lại thân nhau. Quan hệ Chị làm BD. Chị làm BD. Như là anh Tơ nói, chắc là lấy nhau. Hình như lấy cháu đẹp con gà cũng không còn sợ người nha, vẫn gần về đấy. À vậy là do em đẹp. Do cháu đẹp đấy. Vâng. Đấy, nhìn về ngó được kìa, nó về ngó về đèo kìa. À các bạn thấy không? Chú 50 tuổi rồi mà chú nói chuyện kiểu này. Gái nào chịu nổi. Đấy, con gà cũng nhìn, mình ngó đẹp đến nỗi mà gà đến chơi luôn. Trong khi đó là con gà mái. Công nhận ở đây nó rất là khăn lạ luôn. Thì vì đây là lần đầu tiên em đi xa. Đấy, trên này nó xa được cái. Vâng. Đó, đây nó hoang vắng lắm. Nay lúc cháu trở đi thì than xa than nắng, mà vừa tới nơi giống như thế là cá gặp nước. Cá gặp nước ấy. Cá gặp nước hả? Cá gặp ra đấy chứ. Cá gặp nước. À, em muốn ăn luôn cái máy quay rồi. Cháu chưa lấy vợ thì lấy đứa cháu này thì vợ cháu đây mà. Còn lâu chú ạ. Nhưng mà cho chị sinh ra. Ừ. Có thể là em thích đây quá, có thể là em sẽ lấy con của chú ở đây luôn. Được đấy, có lý ạ. Lên đây khỏi mất tiền nhỉ. Đúng rồi. Được không chú? Được. Lấy con trai chú là lên đây khỏi mất tiền. Được. Ý là đứa này mà lấy con trai của chú là lên đây khỏi mất tiền. Cho làm bà chủ ở đây luôn. Bà chủ đây. Được không? Được ạ. Được ạ. Làm bà chủ ở đây thì ông quá sung sướng luôn. Nhưng mà phải sang tên hết cho đứa này. Sang tên luôn thôi. Rồi sướng cho em. Rất là sướng. Được một cái bãi đất này. Khu vực này mấy hectare chú? Cái này chỗ này là hơn 2 ha. Hơn 2 ha ạ? Là chú là bên trong cái thung này có tính trên núi không? Không. Trên núi là của người khác đúng không? Trên núi bên kia là của nhà khác. Còn nước chảy về phía này là của mình. Nước chảy phía này là của mình. Vâng. Nhưng mà lúc trước có người ra đông không chú? Lúc trước có người ra đông mà. Dạ đông lắm. Nước cùng Covid à, nó bị đông lắm cháu ạ. Thế bây giờ có nghĩa là có Covid thì không lên nữa à? Lên nhưng mà lên chủ yếu trong tỉnh mình thôi, trong Sơn La đấy thôi. Còn dưới Hà Nội về thì nó không được phép về đâu. Giờ nó đang đóng cửa. Ở đây tại vì ở bên kia nó có nhiều thác rồi. Nên người ta cũng ít tới. Đấy. Vâng. Bên kia cũng nhiều thác rồi. Đầu kia có 2 cái thác. Nghe tin là thác Bản Dốc ở bên thác Bản Dốc thì ở bên Lào Cai, bên thác Bản Dốc hình như là ở bên đâu nhỉ, quên mất tiêu rồi. Bản Dốc mãi ở Đông Bắc chú ạ. Nó giáp Trung Quốc. Thác đấy thì cực đẹp rồi.